Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Khương Ngọc. Công chiếu bộ phim song song sẽ chính thức được diễn ra. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị khách quý sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Ổn định thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình. Một lần nữa xin phép được nhắc lại, chỉ còn ít phút nữa thì sự kiện công chiếu bộ phim song song sẽ được diễn ra. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ di chuyển vào khu vực phía bên trong. Ổn định vị trí để chương trình được bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Nắm khá bất ngờ. Yeah.